Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình có một cái mẹo nho nhỏ muốn chia sẻ lại với các anh em làm vườn. Thì làm vườn thì các anh em sẽ có những cái bét phun, những cái ống nước bét phun tưới gốc cây, tưới mô các bạn. Thì mình mới cắt cỏ, thì cắt cỏ cũng không để ý lắm, cỏ hơi cao cho nên là mình vô tình mình làm bể ống các bạn. Mình cắt cỏ bằng dây cước á, cho nên là cái dây cước của mình nó quất vô đây và nó tét ra như thế này. Thì bình thường á, để nối cái ống này lại thì các bạn phải cắt cưa bỏ đây, cưa bỏ đây. Và các bạn phải dùng một cái ống khác hoặc vào một cái đầu nối. Các bạn phải tốn một cái đầu nối ống. Thì nói chung là cái ống nối thì không bao nhiêu tiền rồi, mình không nói. Nhưng mà lỡ như các bạn hết ống nối, các bạn không có mua sẵn ở nhà thì các bạn đâu có gì để nối, mà trong khi các bạn đang tưới cây nữa, không lẽ các bạn phải chạy đi ra tiệm mua. Thì cách nào để các bạn xử lý nối vá cái chỗ này lại mà nó không xì để các bạn thể tưới liền mà không phải đi mua. Đó, thì cái mẹo mà để vá cái này thì hôm nay mình sẽ chỉ lại cho các anh em. Thì đầu tiên là các anh em xác định là nó phải khoảng cách mà nó bị tét, cái đoạn nguyên cái đoạn bị tét là bao nhiêu ha. Các bạn đo cái đó thì dùng một cái khúc ống mà dư các bạn, ống thừa của mình nè, các bạn sẽ đo nhắm chừng coi là nó tét bao nhiêu, các bạn sẽ đo và các bạn làm dấu đó cho mình. Đây mình sẽ làm dấu ở đây và mình sẽ cưa cái đoạn này cái đã, mình cưa cái nha các bạn. Cưa xong cái đoạn mà mình cần phải vá lại nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái cưa. Mình sẽ tiếp tục cưa một đường ở đây nữa các bạn. Mình sẽ cưa đứt toàn bộ cái đường này, một đường này. Mình sẽ cưa xong mình nói tiếp nha. Đeo bao tay cho nó tránh tình trạng bị đứt tay các bạn ơi. Đỡ phải đứt tay. Đó, mình cưa đứt cái đường này luôn nha. Rồi, đứt rồi đó các bạn. Đây. Các bạn đưa cưa đứt cái đường nó ra luôn nha. Bây giờ mình sẽ làm sạch cái toàn bộ cái phần mà mình cần vá nè các bạn. Mình lấy cái gì lau cũng được cho nó sạch thôi, để mình quét keo lên. Quét keo cho nó dính lên các bạn. Mình cắt cỏ thì cỏ nó dính vô đây hơi nhiều nè. Đó. Mình lau sạch rồi, bây giờ mình sẽ quét keo lên. Keo dán ống á các bạn. Các bạn quét toàn bộ lên luôn nha, giáp cái ống luôn nha các bạn, không có chừa chỗ nào lại hết á. Rồi bây giờ cái phần này lúc nãy mình đã cưa nè, bây giờ mình sẽ ụp vô, mình sẽ banh nó ra như thế này, hé cái miệng như vậy, mình sẽ ụp vô cái chỗ bị tét nha các bạn. Đây đó. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Là mình chắc chắn với bạn 100% là nó sẽ không bao giờ xì luôn. Mình đã giá như vậy rất là nhiều lần rồi các bạn. Đó, nó khô keo lại là không bao giờ xì được cả. Cái phần bên đây thì nó sẽ bị hở miếng vậy đó các bạn, nhưng mà phần bên đây là phần không có bị bể,
cho nên là không có sao cả các bạn. Đó, cái phần mà bể lúc nãy của mình bên đây là cái phần nguyên của mình đã úp vô đây, đã trắng nó là che lại rồi, cho nên là nó không có xì ra được, các bạn yên tâm nha. Anh em làm vườn với nhau thì có những cái mẹo vặt như vậy thì chia sẻ cho những anh em nào chưa biết, anh em nào mà gọi là nhiều khi trường hợp này là chống chế không hay là tạm không chống chế nhưng mà nó chắc cứu các bạn. Thay vì các bạn đang tưới mà các bạn phải tắt máy, các bạn phải đi mua, nhiều khi đâu mua đâu có gần, giống như mình mình đi mua cái nối nó phải 3 cây số lận các bạn, đi mua 3 cây số hoành về đang tưới mà vậy nó mất hứng lắm. Với nhiều khi nước ròng nữa, mình đang tưới mà nước ròng rồi mình đi rồi mình về nữa, nó tốn thời gian của mình. Thì đây là một cái biện pháp nhanh cho anh em. Anh em nào mà hay bị bể ống giống mình, mình đi cắt ống, cắt cỏ bị bể cũng hoài các bạn. Hoặc là cây, nhánh cây nó gãy, nó rớt xuống. Hoặc là khi mà người ta cắt sầu riêng đó, người ta thảy rồi nó rớt, trúng ống bể hoài các bạn. Cho nên là mình giá bằng cách này không à. Nó nhanh mà nó đỡ tốn thời gian, cái đỡ mình phải đi mua nữa. Mặc dù cái nối thì không bao nhiêu, cái nối không bao nhiêu tiền hết trơn, nhưng mà mình mất công mình thôi các bạn. Đó, mình giá về hoài à. Rất là ok nha. Rồi, chia sẻ cho anh em vậy thôi. Làm cái clip ngắn chia sẻ cho anh em cái mẹo nhỏ này. Thì anh em thấy cái mẹo này hữu ích đó, thì anh em hãy cho mình một cái like nha. Một cái và hãy đăng ký kênh của mình để xem những cái video của mình sẽ làm liên tục cho anh em. Hầu như là mỗi ngày mình sẽ ra video các bạn. Mình sẽ cố gắng là ra video mỗi ngày cho anh em xem. Vì thế anh em hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký, ấn vào nút đăng ký kênh và bên phải nó có cái chuông á, anh em nhấn vào cái chuông để mà khi mà mình đăng một cái video nào lên thì nó sẽ báo cho các bạn để các bạn tiện xem. Cái nào hữu ích thì các anh em hãy chia sẻ với mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong cái video tiếp theo. Bye bye.